Thưa quý vị, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương vừa cho biết Ủy ban chống bán phá giá Indonesia đã chính thức khởi xướng việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm màu nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Theo thông tin từ Ủy ban chống bán phá giá Indonesia KADI, Ủy ban này sẽ điều tra việc chống bán phá giá tôm màu của Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 7 2015 đến tháng 6 2016. KADI ước tính tổng lượng nhập khẩu tôm mạ màu vào Indonesia trong giai đoạn điều tra ước đạt khoảng 224.120 tấn, trong đó lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc chiếm gần 87,5%, tương ứng sắp xỉ 196.200 tấn. Các chuyên gia nhận định việc Indonesia điều tra chống bán phá giá sản phẩm tôm mạ màu của Việt Nam không loại trừ khả năng trả đũa thương mại, bởi trước đây vào tháng 7 2016, phía Việt Nam đã điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với tất cả các sản phẩm tôm mạ màu nhập khẩu vào Việt Nam. Đến nay, quá trình điều tra của phía Việt Nam vẫn chưa hoàn tất và tiếp tục được gia hạn.